Tin tổng hợp trưa ngày 6 tháng 8 Nga bác bỏ cáo buộc của Ukraine về vụ tấn công nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc tập trận bao vây mối đe dọa quân sự và kinh tế đối với Đài Loan Phiên bản HIMARS của Trung Quốc có thể trở thành kẻ thay đổi trò chơi nếu Bắc Kinh tấn công Đài Loan Cuộc chiến giá dầu ở Ấn Độ giữa Nga và Ả Rập Xê Út Đức, nguy cơ nổ bom đạn cản trở cứu hộ đám cháy ở rừng Grunewald nguồn cung gạo toàn cầu giảm vì thời tiết khắc nghiệt. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp trưa ngày 6 tháng 8 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau khi Ukraine lên án mạnh mẽ Nga tấn công nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở thành phố Zaporizhia, đông nam Ukraine, Moscow đã lên tiếng bác bỏ. Quân đội Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ngay từ những ngày đầu của cuộc xâm lược và ký cáo buộc Moscow cất giữ vũ khí hạng nặng tại đây. Nga, trong khi đó cáo buộc Ukraine liên tục nhắm mục tiêu vào nhà máy này. Công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân của Ukraine Energoatom trong một tuyên bố hôm 5 tháng 8 cho biết ba cuộc tấn công đã được ghi nhận tại nhà máy gần một trong những khu vực đặt lò phản ứng hạt nhân có nguy cơ do dì hydro và phóng xạ, khả năng xảy ra hỏa hoạn rất cao. Các cuộc tấn công cũng làm hỏng một dây cáp điện, khiến một trong các lò phản ứng ngừng hoạt động. Energoatom cho hay, các nhân viên của nhà điều hành hạt nhân Nga Roastom đã vội vàng rời khỏi nhà máy trước nguy hiểm. Phát biểu trong video hàng ngày tối ngày 5 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga phải chịu trách nhiệm vì đã đe dọa tới nhà máy hạt nhân Zaporizhia. Ông nói, Hôm nay, đối phương đã gây ra một tình huống cực kỳ rủi ro cho toàn châu Âu. Họ tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hai lần. Bất kỳ cuộc tập kích nào vào địa điểm này đều là một tội ác, một hành động khủng bố. Bộ Quốc phòng Nga sau đó bác bỏ mọi cáo buộc kíp đưa ra. Bộ này nói, chính các đơn vị vũ trang Ukraine đã thực hiện ba cuộc tấn công bằng pháo vào khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và thành phố Energoda. Zaporizhia, nơi sản xuất 19% lượng điện của Ukraine vào năm 2020 và là một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, có 6 lò phản ứng lớn và 6 bể làm mát với hàng trăm tấn nhiên liệu hạt nhân. Ba lò đang hoạt động và ba lò đã đóng cửa kể từ khi chiến tranh bùng phát. Trung Quốc tập trận bao vây mối đe dọa quân sự và kinh tế đối với Đài Loan Theo báo Pháp Lesico hôm 5 tháng 8, các cuộc tập trận của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan không chỉ là mối đe dọa quân sự đối với Đài Loan mà còn là mối đe dọa về kinh tế đối với hòn đảo, bởi eo biển Đài Loan là một trong những tuyến hàng hải lớn nhất thế giới. Dê-cô trích dẫn chuyên gia Pháp François Gauderman của Viện Montaigne, theo đó tác động nghiêm trọng nhất hiện nay từ cuộc tập trận của Trung Quốc là dù Bắc Kinh không tuyên bố, Đài Loan đang gần như bị phong tỏa bao vây về kinh tế trong khi Bắc Kinh cũng đưa ra các biện pháp trừng phạt nhắm vào nông phẩm Đài Loan. Theo chuyên gia Goldman, Bắc Kinh hy vọng đợt tập trận như vậy sẽ khiến các chiến dịch phong tỏa kiểu này trong tương lai trở nên quen thuộc hơn với những phản ứng yếu ớt của quốc tế và tạo thành vòng vây siết chặt nền kinh tế và các hoạt động giao thương của Đài Loan. Đương nhiên, kinh tế Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng, nhưng các biện pháp phòng chống COVID-19 đã cho thấy Tập Quyền Bình có thể đặt các mục tiêu khác lên cao hơn kinh tế. Điều này là rất nguy hiểm và Hoa Kỳ sẽ phải biết vạch ra lằn danh đỏ nhất là vì Bắc Kinh đã thấy Washington tránh can thiệp vào vụ phong tỏa của Nga ở Biển Đen theo chuyên gia Viện Montaigne của Pháp Mỹ nhượng bộ tức là để cho Trung Quốc phô trương sức mạnh chính trị về cán cân thương mại Mỹ Trung Lê Dịch Cô cho biết các căng thẳng chính trị giữa Washington và Bắc Kinh không khiến người tiêu dùng Mỹ quay lưng lại với hàng hóa Trung Quốc nhìn rộng ra tác động đối với quốc tế, Lizico nhấn mạnh đến những trở ngại mà ngành vận tải biển vấp phải tại tuyến đường thương mại quan trọng bậc nhất thế giới do cuộc tập trận quân sự mà Trung Quốc tổ chức xung quanh Đài Loan. Các tàu chở hàng phải đi đường vòng qua phía đông đảo Đài Loan mất nhiều thời gian hơn, trong khi mùa bão hiện nay làm phức tạp thêm việc đi lại của tàu bè ở phía đông hòn đảo qua vùng biển Philippines. Các tập trận của Trung Quốc cũng gây ra hậu quả cho ngành hàng không. Trong hai ngày qua, hơn 400 chuyến bay đã bị hủy từ các sân bay lớn ở Phúc Kiến, tỉnh Trung Quốc nằm gần Đài Loan nhất. Nhà chính trách Đài Loan đã cảnh báo rằng các cuộc tập trận của Trung Quốc sẽ làm gián đoạn 18 tuyến hàng không quốc tế, trong khi các tuyến thương mại qua yêu biển Đài Loan có tầm quan trọng thiết yếu đối với nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là sự kết nối của thế giới với các nhà máy chế tạo chất bán dẫn và thiết bị điện tử ở Đông Á, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và chiến tranh Ukraine đã làm gián đoạn nhiều lĩnh vực công nghiệp không chỉ Đài Loan mà cả Nhật Bản và Hàn Quốc cũng bị ảnh hưởng. Đối với báo Lermong trong bài viết "Sự phô trương sức mạnh Trung Quốc quanh Đài Loan", tờ này nhận định cuộc tập trận này là để Trung Quốc tập luyện phong tỏa hoặc xâm lược Đài Loan, cũng như các kịch bản để kiểm soát hòn đảo. Nhìn rộng ra toàn cảnh, Lermong nói về một cuộc chiến tranh tổng hợp, trong đó Bắc Kinh thực hiện cùng lúc việc cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng của Đài Loan, cấm xuất khẩu cát sang hòn đảo. Đài Loan vốn dĩ rất lệ thuộc vào cát của Trung Quốc để phục vụ xây dựng. Nhiều vụ tấn công mạng cũng nhằm vào phủ tổng thống Đài Loan và các cơ quan nhà nước trong những ngày qua. Và ở nhiều siêu thị, tin tặc thậm chí đã kiểm soát được nhiều màn hình quảng cáo để đăng tải các câu công kích Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Theo một chuyên gia, một hệ thống hỏa tiễn phóng loạt MLRS tầm xa, được coi là phiên bản HIMARS của Trung Quốc, có thể là kẻ thay đổi cuộc chơi trong một cuộc xung đột tiềm tàng với Đài Loan. Lil Goldstein, giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức ưu tiên Quốc phòng, đã chia sẻ hình ảnh từ kênh truyền hình Trung Quốc CCTV7 trên Twitter ngày 4 tháng 8 cho thấy MLRS được khai hỏa ở eo biển Đài Loan vào ngày 4 tháng 8. Ông viết, chúng có thể trông không ấn tượng bằng hỏa tiện bắn qua Đài Loan, nhưng những hệ thống này có thể thay đổi cuộc chơi. Chuyên gia này đề cập đến các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra ở của Trung Quốc xung quanh Đài Loan để đáp lại chuyến thăm gây tranh cãi của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Một phóng viên của South China Morning Post, một tờ báo tiếng Anh có trụ sở tại Hồng Kông, đã trả lời trực tiếp dòng tweet của ông Goldstein để nói thêm rằng chúng là Weishi, phiên bản HIMARS của Trung Quốc. HIMARS do Mỹ cung cấp là viết tắt của hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao M142, đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc phản công của Ukraine trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga. Hôm thứ Sáu, Ukraine cho biết chỉ trong tuần này, các lực lượng của họ đã sử dụng HIMARS để tấn công hơn 10 mục tiêu của Nga. Khi được hỏi liệu ông có đồng ý rằng MLRS Weishi có thể là phiên bản HIMARS của Trung Quốc hay không, ông Goldstein nói với News rằng ông tin rằng các hệ thống này tuy giống nhau nhưng độ chính xác có thể khác nhau. HIMARS đã và đang tạo ra tiếng vang lớn ở chiến trường Ukraine, khiến quân Nga tổn thất không nhỏ. Về hệ thống của Trung Quốc, ông Goldstein cho rằng Weishi cũng sẽ được hỗ trợ bởi một hệ thống tình báo khổng lồ và có thể cũng có những thành công như HIMARS. Chuyên gia này còn khẳng định MLRS của Trung Quốc có thể có độ chính xác tương đương với HIMARS của Mỹ. Xin Spoon, tổng biên tập SOREP, báo cáo lực lượng hoạt động đặc biệt, cũng nói với Newsweek rằng Weishi MLRS có thể là phiên bản HIMARS của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Spoon cũng nói rằng trong khi Mỹ có vài trăm HIMARS, ông tin rằng Trung Quốc chỉ có khoảng 20 hệ thống Weishi, và để Trung Quốc thay đổi cuộc chơi, họ cần nhiều hơn số đó. Về độ chính xác, ông Spoon cho biết hòa tiến của Trung Quốc có hệ thống định vị vệ tinh dẫn đường để tấn công mục tiêu. Theo ông, Trung Quốc có một hệ thống vệ tinh khá tốt, nhưng câu hỏi đặt ra là mức độ dễ bị nhiễu của nó. Ngoài ra hệ thống của Trung Quốc còn có rất nhiều trục trặc vì chúng rẻ. Trong khi đó, Hoa Kỳ không tiếc bất kỳ chi phí nào để đầu tư cho các hệ thống của mình. Do đó, liệu MLAS Weishi của Trung Quốc có thể trở thành phiên bản HIMARS để có thể thay đổi cuộc chơi hay không? Còn phụ thuộc vào việc liệu các hệ thống của họ đáng tin cậy đến đâu? Ngoài ra, nếu Bắc Kinh đầu tư sản xuất ra hàng trăm giàn oilsh, họ cũng sẽ phải tạo ra một kho hỏa tiễn lớn, nếu không sẽ nhanh chóng hết đạn. Thưa quý vị, một trận chiến quyết liệt đang diễn ra ở Ấn Độ khi dầu của Nga được bán với giá rẻ hơn nhiều so với dầu của Ả Rập Xê út, một đồng minh của Nga trong Liên minh OPEC cộng. Nhờ mức giá mềm, dầu của Nga đang tăng nhanh thị phần tại một trong những quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Hãng tin Bloomberg cho hay. Phân tích của Bloomberg dựa trên số liệu của chính phủ Ấn Độ cho thấy, trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, dầu thô Nga liên tục rẻ hơn dầu Ả Rập Xê Út với khoảng cách chênh lệch tăng lên mức khoảng 19 đô la Mỹ một thùng trong tháng 5. Đến tháng 6, Nga đã vượt qua Vương quốc Vùng vịnh để trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn thứ hai của Ấn Độ, chỉ đứng sau Iraq. Ấn Độ và Trung Quốc đã tăng mạnh nhập khẩu dầu thô từ Nga trong bối cảnh các nước phương Tây quay lưng lại với dầu Nga kể từ khi nổ ra chiến tranh Nga-Ukraine. Ấn Độ nhập khẩu khoảng 85% lượng dầu mà nước này tiêu thụ, nên giá dầu Nga rẻ giúp mang lại một sự giải tỏa các áp lực kinh tế mà Ấn Độ phải đối mặt khi lạm phát leo thang và thâm hụt thương mại cao kỷ lục. Kim ngạch nhập khẩu dầu của Ấn Độ tăng lên mức 47,5 tỷ đô la Mỹ trong quý 2 năm nay khi giá dầu thế giới tăng mạnh, đồng thời với nhu cầu tiêu thụ năng lượng ở nước này gia tăng theo số liệu của chính phủ Ấn Độ. Cùng kỳ năm ngoái, hóa đơn nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ là 25,1 tỷ đô la Mỹ, khi cả giá dầu và lượng nhập khẩu cùng thấp. Gần đây, giá dầu thế giới giảm do mối lo suy thoái kinh tế, giảm bớt gánh nặng đối với người tiêu dùng toàn cầu, trong đó có người tiêu dùng ở Ấn Độ. Thưa quý vị, một đám cháy đã bùng phát ở rừng Grunewald, Berlin vào đầu ngày thứ Năm 4 tháng 8, sau một vụ nổ tại một kho chứa vũ khí, nơi thủ đô của Đức vẫn đang phải đối mặt với nhiệt độ mùa hè khắc nghiệt. Truyền thông địa phương đưa tin các vụ nổ tiếp theo đã được nghe thấy vào tối thứ Năm. Các nhân viên cứu hỏa vẫn đang chiến đấu để ngăn chặn ngọn lửa và sẽ đánh giá lại tình hình vào thứ Sáu. Hiện đám cháy đã lan rộng trên 15.000m2, lực lượng cứu hỏa được cho là đã ngăn chặn, không cho cháy lan thêm. Sau các nhân viên cứu hỏa ngày 5 tháng 8 vẫn chưa thể tiếp cận được điểm bùng phát đám cháy do nguy cơ bom đạn từ thời chiến tranh thế giới thứ hai phát nổ tại đây. Khu vực này được cho có khoảng 30 tấn chất nổ và đạn dược cũng như hàng trăm kg pháo hoa bị tịch thu đang được cất giữ. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là số bom đạn từ thời chiến tranh thế giới thứ hai được lưu giữ ở đây. Do bị cháy, khu vực xung quanh nên nền nhiệt rất cao, có điểm đo được lên tới 700 độ C. Và do vậy, cần nhanh chóng làm mát cho số đạn dược này để giảm nguy cơ bị nổ trước khi lực lượng cứu hộ có thể tiến vào sâu hơn. Hai quả bom từ chiến tranh thế giới thứ hai, mỗi quả nặng 250 kg, đang rất nóng và có nguy cơ phát nổ. Hiện lực lượng chức năng gồm khoảng 700 người, gồm lính cứu hỏa, cảnh sát và quân đội liên bang, đang tích cực để có thể làm mát các điểm có nguy cơ cháy nổ với sự hỗ trợ của một xe chuyên dụng một robot được điều khiển từ xa, máy bay trực thăng của cảnh sát và một máy bay không người lái được tích hợp camera chụp ảnh nhiệt giúp đánh giá tình hình tốt hơn. Người phát ngôn cảnh sát Chilo Kabilis cho biết, chỉ khi làm mát được các điểm nguy cơ thì khu vực phong tỏa sẽ được rút bán kính xuống còn 600 m Theo đó, đường cao tốc và đường sắt mới có thể mở trở lại. Hiện các chuyên gia về chất nổ đã nhận biết được ba khu vực có đạn dược nguy hiểm cần được hạ nhiệt và làm mát bằng nước để tránh nguy cơ bị nổ. Nguồn cung gạo toàn cầu giảm vì thời tiết khắc nghiệt. Thưa quý vị, thời tiết bất lợi đối với các nhà cung cấp gạo hàng đầu ở châu Á, bao gồm cả Ấn Độ, nước xuất khẩu lớn nhất, đang đe dọa giảm sản lượng lương thực chính quan trọng nhất của thế giới trong bối cảnh giá cả tăng vọt. Hai năm qua, gạo đã chống lại được xu hướng tăng giá trong bối cảnh mùa màng bội thu và tồn kho lớn tại các nhà xuất khẩu. Bất chấp dịch COVID-19, chuỗi cung ứng vào cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, thời tiết khắc nghiệt ở các nước xuất khẩu tại châu Á, nơi chiếm khoảng 90% sản lượng gạo thế giới, có khả năng làm thay đổi quỹ đạo giá. Ông Finn Zibel, kinh tế gia về nông nghiệp tại Ngân hàng Quốc gia Úc, cho biết gạo có tiềm năng tăng giá do khả năng sản xuất giảm ở các nước xuất khẩu chủ chốt. Ông Zibel nói với Reuters giá gạo tăng sẽ tạo thêm thách thức lớn đối với khả năng chi trả lương thực ở các nước đang phát triển. Mưa liên tục ở vành đai ngũ cốc của Ấn Độ, đợt nắng nóng ở Trung Quốc, lũ lụt ở Bangladesh và ảnh hưởng của thời tiết đối với gạo Việt Nam có thể hạn chế sản lượng của 4 trong số 5 nhà sản xuất gạo lớn nhất thế giới. Nhà kinh tế của Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc Shirley Mustafa cho biết, chúng tôi đang chứng kiến những thất bại liên quan đến thời tiết ở một số quốc gia sản xuất gạo chủ chốt. Tình hình này có thể dẫn đến sản lượng thấp hơn nếu điều kiện không được cải thiện trong vài tuần tới, theo Krishna Rao, chủ tịch hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ. Thời tiết xấu đã dẫn đến việc giảm 13% diện tích trồng lúa trong thời gian gần đây và có thể khiến sản lượng giảm 10 triệu tấn hoặc khoảng 8% so với năm 2021. Dự trữ gạo và gạo đã say sát ở Ấn Độ tính đến ngày 1 tháng 7 đã tổng cộng 55 triệu tấn so với mục tiêu là 13,54 triệu tấn, giúp giữ giá gạo toàn cầu giảm trong năm qua. Chưa kể, Ấn Độ còn lô hàng kỷ lục 21,5 triệu tấn gạo vào năm 2021, nhiều hơn tổng lượng xuất khẩu của bốn nhà sản xuất lớn nhất thế giới tiếp theo là Thái Lan, Việt Nam, Pakistan và Mỹ. Trung Quốc, nước tiêu thụ và nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới đã bị thiệt hại về năng suất do nắng nóng khắc nghiệt ở các khu vực trồng ngũ cốc theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, quốc gia này dự kiến sẽ nâng nhập khẩu lên mức kỷ lục là 6 triệu tấn vào giai đoạn 2022-2023. Trung Quốc đã nhập khẩu 5,9 triệu tấn gạo năm 2021. Nhà tiêu thụ gạo lớn thứ ba thế giới Bangladesh cũng dự kiến sẽ nhập khẩu nhiều gạo hơn sau thiệt hại do lũ lụt tại các khu vực sản xuất chính, các thương nhân cho biết. Theo các nhà phân tích, các cơ quan chính phủ thường chỉ công bố dữ liệu sản lượng vào cuối năm, nên họ vẫn chưa ước tính được toàn bộ mức độ thiếu hụt ở các quốc gia khác ngoài Ấn Độ. Tuy nhiên, tác động của thời tiết khiến mùa màng không thuận lợi là có thể nhìn thấy khi giá xuất khẩu gạo từ Ấn Độ và Thái Lan đã tăng nhẹ trong tuần này. Thưa quý vị, vệ tinh giám sát mới phóng của Nga được giữ bí mật, nhưng các nhà phân tích nghi ngờ nó có khả năng săn tìm và tiêu diệt các vệ tinh do thám đối thủ. Theo trang Asia Times, Nga có thể đã phóng một vệ tinh giám sát viên với khả năng thực hiện các nhiệm vụ theo dõi và bắn hạ vệ tinh do thám của Mỹ. Ngày 1 tháng 8, Nga đã phóng vệ tinh Cosmos 2558 từ sân bay vũ trụ Plesetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Cosmos 2558 là vệ tinh quân sự, sau đó được khai triển vào quỹ đạo đồng bộ mặt trời SSO. Hiện tại, vẫn chưa rõ sứ mệnh chính xác của vệ tinh này, nhưng nó được mô tả như một vệ tinh giám sát, một thuật ngữ thường liên quan tới cái gọi là vệ tinh sát thủ. Tạp chí The Universe cho biết có một số báo cáo nói rằng nó được thiết kế để kiểm tra và theo dõi các vệ tinh khác. Một báo cáo tương tự đề cập rằng vào ngày 4 tháng 8, vệ tinh Cosmos 2558 đã tiếp cận trong phạm vi 75 km với vệ tinh USA 326 của NASA Mỹ, vốn mang theo một tải trọng thuộc danh sách mật. Ấn phẩm Quốc phòng Warzone trích dẫn một thông cáo báo chí từ Văn phòng Trinh sát Quốc gia Mỹ NRO cho biết vệ tinh USA-326 được phóng để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát trên không liên quan đến khả năng tình báo, giám sát và trinh sát ISA trên không gian. Bài báo cũng lưu ý rằng, mặc dù Cosmos 2558 có thể là một vệ tinh theo dõi trên bề mặt, nó cũng có khả năng là một vũ khí chống vệ tinh mới được thiết kế với nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt các vệ tinh đối phương. Trang Space.com cho biết, vào năm 2020, hai vệ tinh của Nga đã được điều động trong phạm vi 160 km với vệ tinh do thám USA 245 của Mỹ trong một động thái bị Washington chỉ trích là bất thường và đáng lo ngại. Điều đáng nói là các vệ tinh do thám của Mỹ rất dễ bị tấn công. Trang web quốc phòng Sorep lưu ý rằng hầu hết các vệ tinh của Mỹ không có khả năng né tránh hoặc phòng thủ để ngăn các vệ tinh sát thủ tiếp cận, thậm chí phá hủy chúng. Hiện, Nga đã khai triển một kho vũ khí chống vệ tinh khá lớn kể từ thời chiến tranh lạnh. Số này bao gồm vũ khí trên mặt đất như laser chống vệ tinh trên mặt đất, Presvet và vũ khí trên không gian như hỏa tiễn đánh chặn Interbiten Sputnikov, vệ tinh trang bị tên lửa Nerat và vệ tinh trang bị laser Skip DM. Nhà phân tích quốc phòng Juliana Sous, người Anh, lưu ý rằng việc thành lập lực lượng hàng không vũ trụ Nga vào năm 2015 là một phản ứng của đất nước này đối với việc chuyển trọng tâm của tác chiến hiện đại vào miền không gian. Khi không gian ngày càng trở thành yếu tố thúc đẩy các hoạt động chiến đấu hiện tại và thành nơi xảy ra xung đột trong tương lai. Mục tin tổng hợp trưa của DKN TV đến đây tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Sipchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.